Mackenzie Scott từ là vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos đến người phụ nữ giàu có quyền lực nhất thế giới. Mackenzie Scott là nữ tỷ phú người Mỹ, 50 tuổi, và là vợ cũ của giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos. Họ chính thức chia tay vào tháng 4 năm 2019, kết thúc cuộc hôn nhân sau 25 năm chung sống. Cả hai có với nhau 3 người con, chung đều là con trai, và một bé gái nhận nuôi từ Trung Quốc. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, thay vì gặm nhấm nỗi đau, bà Mackenzie Scott đã khiến bản thân ngày một tỏa sáng hơn và được mọi người trọng vọng. Đà tăng mạnh của cổ phiếu Amazon do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã đưa Mackenzie Scott trở thành người phụ nữ giàu nhất hành tinh. Biến đau thương thành hành động. Vào đầu năm 2019, cả thế giới chấn động trước tin tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos ly hôn với vợ sau 25 năm chung sống. Điều đáng nói là ông chủ Amazon trước đó còn nhiều lần ca ngợi về người vợ tào khang. Thậm chí ông còn khẳng định mình là mẫu người đàn ông của gia đình, sẵn sàng xắn tay áo rửa bát giúp vợ. Được biết, bà Mackenzie Scott chính là người đã cùng ông Jeff Bezos xây nền móng để tạo nên đế chế Amazon nghìn tỷ USD như hiện tại. Mackenzie Scott đảm nhiệm rất nhiều vị trí như kế toán, đóng gói hàng tại công ty của chồng và tham gia vào cả quá trình phát triển từ một nhà bán sách trực tuyến nhỏ thành người khổng lồ thương mại điện tử ngày nay, công ty thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ được định giá hơn 1.000 tỷ USD. Bà chính là một trong những nhân viên đầu tiên của Amazon và là chứng nhân cho thành tựu của Amazon. Tuy nhiên, không ai biết được chữ ngờ, người đàn ông giàu nhất hành tinh bị lộ bằng chứng ngoại tình với người phụ nữ đã có gia đình mang tên Lauren Sanchez trước khi tuyên bố ly hôn. Mackenzie Bezos ngay lập tức trở thành cái tên nổi khắp trên các mặt báo với danh xưng vợ cũ tỷ phú Amazon. Tuy nhiên, sau đó bà trở nên nổi tiếng hơn bởi cách cư xử văn minh, vô cùng tinh tế và đầy khôn ngoan hậu ly hôn. Tuy bị người chồng gắn bó suốt 25 năm phản bội, lén lút ngoại tình trong 2 năm, nhưng thay vì lên tiếng bảo vệ danh dự của mình trên truyền thông, chỉ trích chồng và người thứ ba, bà Mackenzie hoàn toàn giữ im lặng và thầm lặng mang đến những điều tốt đẹp trên khắp đất nước. Sau hơn 3 tháng, ông Jeff Bezos tuyên bố đường ai nấy đi, bà mới đưa ra một thông báo chính thức trên Twitter. Không là lối ông song, không kêu than khóc lóc, Mackenzie cho biết bà rất vui khi để Jeff sở hữu 75% cổ phiếu Amazon chung, cùng quyền biểu quyết số cổ phiếu bà nắm giữ. Bà sẽ chỉ nhận 25% cổ phiếu Amazon thuộc sở hữu chung của cả hai. Toàn bộ cổ phần của bà trong Washington Post và công ty thám hiểm không gian Blue Origin vẫn thuộc về chồng cũ. Bà cũng thể hiện sự thoải mái và phấn khích với những dự định sắp tới. Tôi rất biết ơn quá khứ, hãy đón chờ những điều tốt đẹp ở tương lai. Điều tốt đẹp trong tương lai mà bà ươm mầm đó chính là công việc từ thiện. Nói là làm, vào tháng 5 năm 2019, bà Mackenzie đã tuyên bố ký Giving Pledge cam kết cho đi một nửa tài sản trong suốt cuộc đời cho công việc từ thiện. Sau khi hoàn tất vụ ly hôn với Jeff Bezos vào tháng 7 năm ngoái, bà nhận được 25% cổ phần của chồng cũ tại Amazon trị giá 36 tỷ USD. Hiện tại tài sản của bà ước tính khoảng 60 tỷ USD theo Forbes. Giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Theo danh sách các tỷ phú năm 2020 của tạp chí Forbes, Jeff Bezos, CEO hãng bán lẻ trực tuyến Amazon, là người giàu nhất thế giới khi sở hữu khối tài sản 113 tỷ USD. Trong khi đó, vợ cũ của ông, bà Mackenzie Scott thì đứng vị trí thứ 12 trong danh sách này và cũng là người phụ nữ giàu nhất hành tinh. Theo Bloomberg, hiện tại tài sản ròng của bà Mackenzie Scott có giá trị 67,4 tỷ USD và đã sánh ngôi bà Francesca Bethencourt-Mayer, cổ đông lớn nhất của tập đoàn L'Oréal, người sở hữu khối tài sản 66,3 tỷ USD. Đam mê văn chương và đã xuất bản 2 quyển sách. Quyển sách đầu tiên, The Testing of Luther Albright, cuộc thử nghiệm của Luther Albright, khiến Mackenzie mất hơn 10 năm để hoàn thành, chính thức xuất bản vào năm 2005 và được giới phê bình đón nhận rộng rãi. Cuốn tiểu thuyết cũng đã giành giải American Book Award trong cùng năm 2005. Tạp chí Publishers Weekly ca ngợi bà Bezos có một trí tưởng tượng tinh tế và tài năng đáng kinh ngạc về chủ nghĩa tự nhiên trong văn chương. Năm 2013, bà xuất bản quyển tiểu thuyết thứ hai, Trash Những Cái Bẫy, viết về câu chuyện của 4 người phụ nữ gặp nhau trong một chuyến đi đến Las Vegas, rủ bỏ cái bóng của người chồng cũ. Mackenzie Scott là một người hào phóng và tốt bụng, rất khác biệt so với người chồng tỷ phú giàu nhất thế giới nổi tiếng là một người keo kiệt. Vào tháng 7 năm 2020, Mackenzie đã chính thức đổi tên thành Mackenzie Scott, cho thấy bà không còn bất kỳ liên quan gì đến chồng cũ ngay từ cái tên. Đồng thời, bà cũng công khai tuyên bố dành tặng 1,7 tỷ USD cho 116 quỹ từ thiện. Các tổ chức phi lợi nhuận này cũng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bình đẳng chủng tộc, y tế cộng đồng, biến đổi khí hậu. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, bà Mackenzie tiếp tục thông báo ủng hộ 4,2 tỷ USD cho 384 tổ chức từ thiện trên khắp nước Mỹ và Puerto Rico trong vòng 4 tháng cuối năm 2020 để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19.
chỉ trong vòng một năm qua, bà Mackenzie Scott đã dành 9,4% số tài sản của mình để làm từ thiện, trong khi chồng cũ của bà chỉ dành 2% số tài sản đi quyên góp trong vòng 10 năm qua. Bà Mackenzie đã làm cho mọi người thay đổi về cách suy nghĩ về việc tỷ phú đi làm từ thiện. Người phụ nữ này đã công khai minh bạch cách bà lựa chọn các tổ chức từ thiện để ủng hộ và nhắm tới những người kém may mắn hơn, nhận thấy rõ nhu cầu bức thiết của xã hội. Trong khi đó, tỷ phú Amazon lại tập trung làm từ thiện cho lĩnh vực công nghệ và biến đổi khí hậu. Bà Mackenzie kết hợp với Melinda, vợ của tỷ phú Bill Gates, mở ra dự án hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các dự án về bình đẳng giới. Chính vì sự đóng góp không ngừng nghỉ cho xã hội, bà Mackenzie Scott đã làm nên lịch sử khi lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới vào năm 2020 do Forbes bình chọn. Giờ đây, mọi người ca ngợi bà như một nhà từ thiện đầy hào phóng, thay vì biết đến bà chỉ là vợ cũ của tỷ phú giàu nhất thế giới như trước đây. Bà đã có con đường đi riêng, trở thành một trong những nhà từ thiện hào phóng và giàu tình người nhất. Người ta giờ đây gọi tên bà là nhà từ thiện Mackenzie Scott thay vì cụm từ vợ cũ tỷ phú Amazon. Người phụ nữ ấy khiến ông Jeff Bezos phải cứng họng khi nhắc đến công việc từ thiện và đủ khiến người đàn ông giàu nhất thế giới phải nuối tiếc khi để vụt mất một viên ngọc đáng quý.